quý thính giả đến với chương trình Hạt Gạo Nhân Ái kỳ này. Kính thưa quý vị, nhiệt tình và tận tụy là những gì chúng tôi cảm nhận được nơi con người của cha Anton Nguyễn Xuân Huệ, dòng truyền giảng ngôi lời Quảng Sứ Đạp Đá, giáo phận Quy Nhơn. Ngoài việc mục vụ bí tích và công tác truyền giáo rất ấn tượng, cha đã và đang cùng với các ân nhân gần xa chăm lo cho những người thiếu thốn trong vùng, bất kể lương giáo. Những hạt gạo tình thương thực sự đã làm vơi đi gánh nặng vốn chồng chất trên đôi vai của những người nghèo, cô thế, cô thân. Những hình ảnh đó được ghi nhận bởi phóng viên của Ban Truyền thông Ngôi Lời. Xin chào quý thính giả đang xem chương trình Hạt Gạo Nhân Ái của dòng truyền giáo Ngôi Lời tỉnh dòng Việt Nam. Và hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ cha Anton Nguyễn Xuân Huệ, quản sứ giáo xứ Đập Đá, giáo phận Quy Nhơn. Thưa cha, chúng con rất là ấn tượng về công tác truyền giáo của cha. Và bây giờ chúng con lại gặp gỡ cha trong chương trình Hạt Gạo Nhân Ái. Cha có thể cho chúng con biết đôi nét về những công việc bác ái mà cha đang thực hiện ở đây không? Trong giáo xứ thì chúng tôi đã thực hiện hàng năm công việc về hạt gạo tình thương và mái nhà tình thương. Hạt gạo tình thương thì chúng con giúp hàng tháng phát gạo cho gia đình nghèo gặp khó khăn khoảng là 30 hộ. Còn về cái mái nhà tình thương thì chúng con lên kế hoạch ở trong giáo xứ luôn là cứ một năm là cố gắng sửa hoặc là làm cho một nhà nghèo. Thì con về đây được 5 năm thì con đang tiến hành làm căn nhà thứ 5. Thưa cha đã bắt đầu công việc này được bao lâu rồi? Và mỗi tháng cha phát bao nhiêu gạo? Cái chương trình về hạt gạo tình thương thì khi mà tôi bắt đầu về nhận nhiệm sở đây thì tôi đã lên chương trình. Và khởi sự thì từng nhà một. Tôi có dịp đi thăm rồi biết những cái nhà nghèo. Thì tôi từ một nhà, hai nhà cứ tiếp tục lên. Thì giúp không có nhiều đâu. Nhưng mà cái mục đích là mình đó để tiếp cận với những người ngoại. Đa số tôi giúp hiện giờ những cái người gia đình nghèo đó là ngoại hết. Thì cái mục đích để mình tiếp cận và mình giúp cho những cái hoàn cảnh khó nghèo đó. Thì chỉ một tháng là 10 ký gạo thôi. Nhưng mà từ khi khởi sự cho tới bây giờ thì đến bây giờ tôi đã lên con số là 30 gia đình. Làm sao cha có thể duy trì chương trình được lâu như vậy? Và bây giờ cha có gặp khó khăn nào không? Vâng, thì khởi sự thì gặp khó khăn. Nhưng mà giờ phút này thì tương đối nó cũng thuận tiện. Gặp khó khăn là bởi vì cái chương trình mới, do đó người ta chưa hiểu. Do đó cái chuyện mà đóng góp để mà thực hiện chương trình rất là khó. Tôi phải liên hệ từ trong ra ngoài, từ những người thân nhân, ân nhân. Rồi cái chương trình để tiếp tục đó thì khi mà người ta hiểu đó, nói là mình nói với người ta rằng mình giúp cho họ một chai nước để làm cho cuộc sống họ vui vẻ hơn. Từ đó mà khi mà làm những cái chương trình đó và tôi báo cáo cho giáo dân biết, là cho những người thân, những người quen biết họ hiểu, thì từ đó họ là sẽ giúp đỡ. Rồi cái chuyện mà chương trình đó thì tôi ngoài ra cái chuyện hạt gạo tình thương thì tôi có cái mái nhà tình thương. Mái nhà tình thương đó thì cái chuyện khi mà tôi làm đó thì tôi cũng muốn là cái mục đích là để cho giáo dân có tinh thần truyền giáo. Cái thứ hai là mục đích để giáo dân với cha hiệp nhất với nhau cùng làm việc, cùng cái chương trình truyền giáo. Thì những cái chương trình đó thì tôi sẽ đi tham khảo những cái nhà nghèo và tôi sẽ dẫn những cái ông biện chức đến tới đó tham khảo và quyết định giúp. Để khi giúp đó thì tôi sẽ đem về trong nhà thờ chiếu lên màn hình những cái hình ảnh, những cái gia đình khó khăn đó và nói cái sẽ giúp bao nhiêu. Và từ đó là kêu gọi họ giúp đỡ. Và khi giúp được tới đâu thì mình làm tới đó. Thì cái mục đích mà cái chuyện nhà tình thương á, thì chủ yếu là tôi muốn là tại giáo xứ. Bởi vì cái đó là tạo cho họ một cái tinh thần đóng góp, lá lành đùm lá rách. Một cách đó để mà cho họ thấy và mình làm chi bao nhiêu để cho họ thấy thì cái nguồn chính là trong giáo xứ. Còn thêm có những cái ân nhân trong ngoài, rồi thân nhân, rồi bạn bè xa gần nữa. Rồi còn cái vì hạt gạo tình thương đó thì tôi lại nhờ ân nhân ở ngoài. Còn ở trong giáo xứ thì cái mục đích là chính là cái mái nhà tình thương.
để cho họ thấy được cái tinh thần truyền giáo và thấy họ cái sự đóng góp của họ vào trong cái giáo xứ để cái, tiếp tục cái truyền truyền giáo nó khởi sự và phát triển nó mạnh, không chỉ là ông cha nhưng mà giáo dân họ có phải có đóng góp trong đó để mà mình công tác để thể hiện sự hiệp nhất yêu thương. Chương trình Hạt Gạo Nhân Ái của chúng con xin cảm ơn cha và xin chúc cha nhiều ân lành của Chúa, dồi dào sức khỏe để cha có thể tiếp tục công việc của cha. Kính thưa quý vị, đường sứ vụ là đường yêu thương bằng hành động để tình Chúa tỏa sáng và tình người đơm bông. Những tấm lòng vàng mà chúng ta đã chứng kiến quả thực chẳng thấm vào đâu khi có hàng triệu người nghèo chung quanh chúng ta. Nhưng đã thắp lên một ngọn nến lung linh đầy hy vọng vào một thế giới biết quan tâm tới nhau hơn. Chương trình Hạt Gạo Nhân Ái xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cùng SVD, cùng với SVD, cùng SVD.